Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Cựu Tổng thống Mỹ sẽ gặp ông Zelensky sau lùm xùm chỉ trích nhau. Cần cảnh UAV rồng lửa của Ukraine đốt cháy cả vạt rừng. Vì sao nga gặp nhiều thách thức với mục tiêu Buchrof? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng 27 tháng 9 tại Trump Tower ở New York. Ông Trump đã đăng một tin nhắn từ phó đại sứ Ukraine tại Mỹ, chuyển tiếp yêu cầu gặp mặt của Tổng thống Zelensky tới nền tảng social của ông. Ông Zelensky viết: "Ông Donald Trump thân mến, tôi hy vọng ông vẫn khỏe. Tôi nhớ cuộc điện đàm gần đây của chúng ta, thực sự rất tốt. Tất cả chúng tôi ở Ukraine đều muốn kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng. Và chúng tôi biết rằng, nếu không có Mỹ, thì điều này không thể đạt được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng hiểu nhau và giữ liên lạc chặt chẽ. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã có cuộc họp với cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Cả ông Trump và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ James David Vance của bang Ohio, đều chỉ trích viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ ngừng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử. Ông cho rằng ông Zelensky muốn đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất tăng đáng kể viện trợ an ninh cho Ukraine, hứa hẹn cung cấp khoảng 8 tỷ đô la Mỹ vũ khí trong những tháng tới. Tổng thống Mỹ ca ngợi những thành công của Ukraine trong thời chiến, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông Biden tuyên bố đó là lý do tại sao hôm nay tôi tuyên bố tăng cường viện trợ an ninh cho Ukraine và một loạt các hành động bổ sung để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Ông Biden đặc biệt yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phân bổ số tiền hỗ trợ an ninh còn lại cho Ukraine trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Ông Biden cho biết, là một phần của nỗ lực này, Bộ Quốc phòng sẽ phân bổ số tiền còn lại của sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine vào cuối năm nay. Tôi cũng đã ủy quyền 5,5 tỷ đô la Mỹ cho quyền rút quân của Tổng thống để đảm bảo quyền này không hết hạn, để chính quyền của tôi có thể sử dụng toàn bộ nguồn quỹ do quốc hội phân bổ để hỗ trợ việc rút thiết bị của Mỹ cho Ukraine và sau đó bổ sung kho dự trữ của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố khoản viện trợ an ninh trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine nhằm cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và đạn dược không đối đất, cũng như tăng cường cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine và hỗ trợ các yêu cầu bảo trì và hỗ trợ của nước này. Theo ông Biden, đây là sự tiết nối quyết định của ông vào đầu năm nay về việc chuyển hướng các lô hàng vũ khí phòng không của Mỹ sang Ukraine. Điều này sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm tên lửa Patriot và Amram trong năm tới, cho phép nước này bảo vệ các thành phố và người dân của mình. Ngoài ra, Mỹ cho biết thêm rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá tổng cộng 375 triệu đô la Mỹ. hồi tháng 9 vừa qua, Ukraine đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái với biệt danh là UAV phun lửa trong xung đột với Nga nhằm gia tăng lợi thế trên chiến trường. Mới đây nhất, video được tiểu đoàn 205 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine chia sẻ trên Telegram đã cho thấy loại UAV này phun lửa xuống vị trí của quân đội Nga. Hình ảnh ghi lại một luồng sáng rực được nhìn thấy di chuyển trong bóng tối phía trên hàng cây dài. Phía dưới, những đám lửa lớn nhanh chóng bùng lên. Tuy nhiên, vị trí chính xác diễn ra vụ tấn công không được công bố. Đoạn video thứ hai còn cho thấy kết quả của cuộc tấn công được quan sát từ phòng điều hành của Ukraine. Trong video, cả hình ảnh nhiệt và màn hình thông thường đều cho thấy quy mô của vụ tấn công là rất rộng với khoảng cách dài. Máy bay không người lái rồng lửa mang theo một hợp chất là thermite. Hỗn hợp này được làm từ bột kim loại, thường là nhôm và oxit sắt hoặc dỉ sét. Thermite không nổ nhưng tạo ra nhiệt ở nhiệt độ cực cao hơn 2.200 độ C, tương đương 4.000 độ F, đến mức nó có thể đốt cháy và phá hủy hầu hết mọi vật liệu, quần áo, cây cối, lá cây, sắt thép, thậm chí cả xe quân sự. Nó cũng có thể cháy dưới nước. Đối với con người, vũ khí này có thể gây tử vong hoặc gây bỏng nặng, tổn thương xương. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và chấn thương tâm lý. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Anh, Action on Armed Violence, AOAV Việc kết hợp thermal với máy bay không người lái có độ chính xác cao có thể vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống. Điều này khiến những UAV rồng lửa rất hiệu quả và nguy hiểm. Máy bay không người lái rồng lửa có xu hướng bay thấp vì thermal sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi tiếp xúc gần với mục tiêu. Ngoài việc gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương, vũ khí này cũng có khả năng hỗ trợ các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các nhà phân tích cho biết, khi lớp lá cây bị đốt cháy, hoạt động ném bom có khả năng sẽ chính xác hơn. Tờ DVK đưa tin, các nhà nghiên cứu nguồn mở phát hiện UAV dòng lửa đã được sử dụng ở Zaporizhia, cũng như ít nhất một lần ở vùng biên giới Kursk của Nga. Cũng theo DVK, Nga có thể cũng đã sản xuất phiên bản UAV dòng lửa của riêng mình để đáp trả đối phương. Mục tiêu của Ukraine khi sử dụng chiến thuật tấn công mới là chưa thể xác định, nhưng thiết bị này được cho nhằm gây ra thương tích nặng và nỗi kinh hoàng cho nạn nhân của nó. mới đây nhất tổng thống liên bang nga vladimir putin đã công bố một loạt cập nhật trong chiến lược quốc gia về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm phản ứng với tình hình quân sự và chính trị đang thay đổi cùng với sự xuất hiện của các mối đe dọa mới theo đài rt vấn đề này đã được đưa ra tại phiên họp của hội đồng an ninh nga với sự tham gia của bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ tài chính cũng như các lãnh đạo của cơ quan tình báo đối ngoại svr cơ quan an ninh liên bang fsb cơ quan vũ trụ liên bang nga Roscosmos và Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng Hạt nhân của Nga, Rosatom. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu, Ngày nay, tam giác hạt nhân vẫn là đảm bảo quan trọng nhất cho an ninh của nhà nước và công dân chúng ta, là công cụ để duy trì bình đẳng chiến lược và cân bằng quyền lực trên thế giới. Theo đó, học thuyết hạt nhân mới của Nga cập nhật 3 điểm nổi bật, bao gồm bổ sung danh sách các quốc gia và liên minh quân sự cần gian đầy hạt nhân, hạ thấp ngưỡng hạt nhân và mở rộng ô hạt nhân cho Belarus. Về điểm đầu tiên, Nga sẽ có hành vi gây hấn của quốc gia không có vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng được một quốc gia hạt nhân hỗ trợ hoặc tham gia cùng là cuộc tấn công chung của hai nước này vượt qua ngưỡng hạt nhân. Mặc dù không có quốc gia nào được nêu tên, nhưng theo cách viết này, rõ ràng học thuyết cập nhật sẽ áp dụng khi Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng các loại vũ khí được Mỹ và các đồng minh hạt nhân trong NATO cung cấp. Tổng thống Nga Putin đã nói trước đó rằng các cuộc tấn công như vậy chắc chắn có liên quan tới nhân sự cũng như vũ khí của nước ngoài và khiến các nước này xung đột trực tiếp với Nga. Về việc hạ thấp ngưỡng hạt nhân, các sửa đồ được đề xuất cũng nêu rõ các điều kiện mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, như khi nhận được thông tin đáng tin cậy về một đợt triển khai quy mô lớn các vũ khí tấn công trên không, cũng như không gian và đã vượt qua biên giới nhà nước Nga. Tổng thống Nga Putin đã nói rõ rằng các loại vũ khí này gồm máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, tên lửa siêu vượt âm và các loại máy bay khác. Đề cập đến thiết bị bay không người lái ở đây là rất quan trọng, vì Ukraine đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công hàng loạt bằng thiết bị này và các căn cứ chiến lược của Nga. Về vấn đề mở rộng ô hạt nhân của Belarus, đây là lần đầu tiên Nga đã chỉ ra sức gian đe hạt nhân của mình có thể được sử dụng trong trường hợp Belarus bị gây hấn với tư cách là thành viên của Liên minh nhà nước. Theo đề xuất, hành vi gây hấn bao gồm sử dụng vũ khí thông thường để gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của hai nhà nước. Theo ông Putin, tất cả những điều này đã được thống nhất với Belarus và Tổng thống Alexander Lukashenko. Bất chấp nỗ lực của Kiev nhằm buộc Nga điều chuyển lính khỏi Pokrovsk bằng cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới và khu vực Kursk, Moscow vẫn nỗ lực tiến quân vào miền đông Ukraine, nơi mà cuộc tấn công của họ dường như sẽ không sớm giảm tốc. Hiện tại, các lực lượng Moscow đã có những bước tiến chiến thuật ở ít nhất là hai khu vực thuộc đường ranh giới bên trong Ukraine, trong đó có Pokrovsk. Về diễn biến tại Kharkov, cơ quan tình báo quân sự Anh nhận định từ làng Pistane, Nga đang tiến về phía Tây và hiện đang chiếm giữ một vị trí nhỏ cách sông Oskin khoảng 3,5 km. Dường như Nga đang muốn tiếp cận bờ đông của sông Oskin nhằm biến khu vực này thành rào chắn phòng thủ tự nhiên và tạo điều kiện thực hiện các đợt tấn công khác trong tương lai. Cơ quan này cũng cho biết thêm, nỗ lực chính của lực lượng Nga vẫn là Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Nga rất có thể đã kiểm soát được thị trấn Hrodovka ở phía đông Pokrovsk và Ukrainsk ở phía nam thành phố này. Theo một nguồn tin từ tiền tuyến, quân đội Nga đang cách trung tâm thị trấn Pokrovsk khoảng 8 km. Khi các đơn vị Nga tiến gần đến khu vực, tiến độ của họ sẽ chậm hơn do Pokrovsk có hàng phòng thủ rất kiên cố. Theo đánh giá sơ bộ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, các nỗ lực tấn công của Nga tại Pokrovsk và Ukleda, một thị trấn giàu tài nguyên và khoáng sản của Donetsk, đang hỗ trợ lẫn nhau và được thiết kế để kéo dài lực lượng Ukraine trên một mặt trận rộng hơn ở Donetsk. Nếu Pokrovsk thất thủ, Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hàng phòng thủ bị chọc thủng. Trong khi đó, quân đội Nga có thể sẽ tiến xa hơn vào miền đông Ukraine. Nói thêm về tình hình, nhà báo Stavros Adlamazoglu của The National Interest cho biết, Lực lượng Nga đã học được điều này nhiều lần trong suốt cuộc xung đột với Ukraine. Mariupol, Kharkov, Bakhmut, Severodonetsk và Chasovnya đều từng là những mục tiêu chiến lược của Nga. Trong một số trường hợp, họ đã thành công. Trong những trường hợp khác, họ đã thất bại. Nhìn chung, họ đã phải chịu thương vong nặng nề. Ví dụ, trong trận chiến kéo dài nhiều tháng để giành quyền kiểm soát Bakhmut, quân đội Nga đã chịu khoảng 100.000 thương vong, tương đương khoảng 1 phần 6 tổng số tổn thất trong xung đột với Ukraine. Việc tăng viện trợ và hệ thống phòng thủ vững chắc của Ukraine ở các khu vực đô thị có thể đã góp phần làm chậm bước tiến của Nga trên trục trong tuần qua, theo tình báo quân đội Anh cho biết như vậy. Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã thay đổi các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Bình luận về thông tin này, Trung tá quân đội Mỹ Daniel Davis đã có bài phát biểu trên kênh YouTube Daniel Davis Deep Dive rằng quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm buộc các nước NATO xem xét lại thái độ của họ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Cụ thể, ông Davis cảnh báo, với động thái này, Nga đang nói với các nước NATO rằng hãy đứng ngoài lề nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và tôi không nghĩ đó là những lời đe dọa xuông. Ông Davis cũng nhấn mạnh những động thái mới của Nga đặt ra cho phương Tây một lựa chọn khó khăn, tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột và khiêu khích Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc hy sinh Ukraine. Nhà phân tích kết luận Tôi có thể tuyệt đối chắc chắn một điều, đại đa số công dân Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia châu Âu nào cũng sẽ nói rằng họ không muốn tham gia vào việc này và hy sinh mạng sống của mình. Gần như cùng thời điểm, nhiều thông tin cho thấy phương Tây đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Cụ thể trong bài phỏng vấn với Reuters, trung tướng Alexander Sofrank, người đứng đầu bộ chỉ huy hậu cần GSEC của NATO, tiết lộ kịch bản trong tương lai về việc sơ tán y tế trong trường hợp các nước trong khối có chiến tranh với Nga. Theo đó, tướng người Đức cho rằng khi xảy ra xung đột với Nga, quân đội các nước phương Tây có thể phải đối mặt với một khu vực chiến sự lớn hơn nhiều, số lượng binh sĩ bị thương cao hơn và có thể sẽ tạm thời thiếu ưu thế trên không gần tiền tuyến. Trong khi đó, ông Sofrank, hiện điều hành Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Chung GSEC của NATO lưu ý rằng nếu xảy ra xung đột với Nga, binh sĩ NATO bị thương sẽ cần được vận chuyển ở khoảng cách lớn hơn so với các cuộc chiến khác trong những năm gần đây lúc đó hệ thống phòng không và máy bay của nga sẽ là mối đe dọa đối với các chuyến bay sơ tán y tế điều này có thể khiến nato cần tới các đoàn tàu bệnh viện trên đường sắt có thể vận chuyển nhiều binh sĩ thương vong cùng lúc hơn là máy bay bộ tư lệnh hỗ trợ chung gsec của nato có nhiệm vụ điều phối việc di chuyển nhanh chóng binh sĩ và xe tăng trên khắp châu âu cũng như các hoạt động chuẩn bị hậu cần chẳng hạn lưu trữ đạn dược ở sườn phía đông của nato việc lập kế hoạch sơ tán y tế là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhiều của NATO nhằm cải tổ và tăng cường khả năng ngăn chặn, phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, theo hãng tin Reuters, quân đội Đức cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên liên minh quân sự NATO sớm nhất vào năm 2029. Xung đột với Ukraine thời gian qua đã gây ra cuộc đối đầu gay gắt nhất giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Hãng thông tấn DVK của Đức đưa tin, trong khuôn khổ cuộc khu tập trận tại biển Barents, tàu khu trục Nga đã nổ súng cảnh cáo nhằm vào một tàu của Na Uy, quốc gia thành viên NATO, buộc con tàu này phải rời đi. Ấn phẩm Frey, Fak của Na Uy cho hay, con tàu được nhắc tới trong vụ việc là tàu đánh cá MS Rắc nhìn Christine của nước này. Ở thời điểm xảy ra cuộc chạm trán, tàu Christine đang đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Na Uy. Fry Fabervergens cho hay, trên lý thuyết, vùng biển này thuộc Liên bang Nga, nhưng các tàu của Na Uy có quyền tự do khai thác. Vụ việc đã làm dấy lên phản ứng gay gắt từ phía Na Uy, khi phía tàu Christine cho biết hành động của Nga đã khiến họ thiệt hại gần 100.000 koron, tức hơn 2 triệu đồng Việt Nam và mất cơ hội đánh cá. Ông Fabervagen quan chức phụ trách quan hệ công chúng của lực lượng phòng vệ Na Uy cho biết, sự việc xảy ra tại vùng biển mà Na Uy được phép sử dụng và cũng là vùng biển quốc tế. Năm 2010, sau cuộc hội đàm giữa tổng thống Nga Dmitry Medvedev và thủ tướng Na Uy, lúc đó là ông Jens Stoltenberg, hai bên đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Nga và Na Uy đạt thỏa thuận phân giới lãnh hải trên biển Barents và Bắc Băng Dương. Lực lượng phòng vệ Na Uy nhấn mạnh, các thỏa thuận giữa hai phía đã cho phép tàu Na Uy có mặt ở vùng biển này ngay cả khi Nga tiến hành tập trận quân sự. Sau khi kế hai quân sự vào Ukraine được phát động, ý định bãi bỏ thỏa thuận trên giữa hai phía từng được đưa ra thảo luận tại Duma Quốc gia Nga trong bối cảnh phát sinh loạt vấn đề liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ Nga tới Spitsbergen. Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Na Uy, Al Havad Duster, lưu ý rằng thỏa thuận đã được ký kết vô thời hạn và Oslo đề nghị Moscow tuân thủ nguyên tắc đề ra bởi điều đó phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, tờ Gazeta.ua cho rằng đây có thể là đòn cảnh cáo nhằm vào Na Uy. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua đã tuyên bố tấn công một tàu đang vận chuyển vũ khí và đạn dược do phương Tây sản xuất đến Ukraine. Điều này cho thấy Moscow không ngại nổ súng về phía các tàu phương Tây đe dọa lợi ích của Nga. Trong khi đó, Na Uy đang có loạt động thái đối đầu Nga rõ rệt trong thời gian gần đây. Theo AFP, hồi tháng 5, chính phủ Na Uy thông báo hầu hết khách du lịch Nga sẽ không thể vào Na Uy. Phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quyết định của Oslo rõ ràng là sẽ vấp phải hành động đáp trả. Ông Peskov nói với các phóng viên, đây là những quyết định mang tính phân biệt đối xử. Chúng tôi không thể chấp nhận được những quyết định như vậy và chúng tôi lấy làm tiếc rằng chính quyền Na Uy đã chọn con đường khiến quan hệ song phương tiếp tục xấu đi. Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu là ơn Rasmussen cho biết Ông Zelensky muốn mọi người ủng hộ kế hoạch chiến thắng của mình, nhưng thực chất không phải là một kế hoạch chiến thắng. Ông nói rằng các chính trị gia Ukraine đang thúc đẩy ý tưởng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của NATO, một điều mà cho đến nay các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn còn e ngại. Một trong những mối lo ngại lớn nhất là việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga diễn ra. Khả năng Nga đáp trả không chỉ giới hạn ở việc phòng thủ trên mặt đất, mà còn có thể bao gồm các cuộc tấn công vào vệ tinh của Mỹ hoặc thậm chí vào các kho tiếp tế quân sự ở châu Âu. Điều này nếu xảy ra sẽ đặt Mỹ và NATO vào tình thế không thể tránh khỏi xung đột trực tiếp với Nga. Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cũng lo ngại về những bước đi bất ngờ của Nga. Một trong những kịch bản đáng sợ là việc Nga cung cấp vũ khí hạt nhân cho các nước đồng minh như Iran hoặc Syria. Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông mà còn có thể mở ra một cuộc xung đột đa chiều, không chỉ giới hạn ở châu Âu khi Ukraine tiến sâu vào Nga, những hệ thống vũ khí đó về cơ bản cần thông tin tình báo từ Mỹ, NATO. Vì vậy, phương Tây trở thành bên tham gia đầy đủ vào cuộc xung đột, về cơ bản sẽ mở ra con đường cho sự gia tăng căng thẳng. Theo sĩ quan Mỹ, kế hoạch của Tổng thống Zelensky chẳng qua chỉ là một thiết kế lớn của phe tân bảo thủ Mỹ. Đó là về việc mở rộng NATO, làm suy yếu Nga và kiềm chế Trung Quốc. Trung tá Rasmussen lưu ý rằng phe tân bảo thủ đã triển khai chiến lược Ukraine trong một thời gian khá dài, tìm cách thiết lập một căn cứ quân sự ở Crimea, duy trì các phòng thí nghiệm sinh học bí mật ở Ukraine và phá hoại mọi nỗ lực hòa bình mà Nga theo đuổi trong thập kỷ qua. Hơn nữa, đề xuất này hoàn toàn không thực tế là một nỗ lực một chiều nhằm ép buộc Nga đầu hàng theo các điều kiện của Ukraine và phương Tây. Đó là điều không thể bắt đầu. Đó không phải là các cuộc đàm phán thực sự. Đó không phải là một đề xuất cho hòa bình thực sự. Nó chỉ kéo dài xung đột. Phản ứng với kế hoạch của Ukraine người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lập trường của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc buộc Nga phải hòa bình là một sai lầm chết người, đồng thời nói thêm rằng điều này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của mình là hành động thù địch và có thể đáp trả bằng các biện pháp quân sự, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, nhà phân tích cử cựu của Bộ Quốc phòng và là trung tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, Karen Kiviatkovsky đã nói rằng NATO không có khả năng và không chuẩn bị để bảo vệ Ukraine và các nước châu Âu. Thực tế là hầu hết năng lực phòng thủ đó đã được gửi đến Ukraine và đã bị phá hủy. Ngoài ra, theo bà, các thành viên NATO và châu Âu không có lý do gì để phát triển năng lực quốc phòng, ngoại giao hoặc thương mại của riêng mình do vai trò thống trị của Mỹ trong khối quân sự này, bao gồm cả vị trí quan trọng của nước này trong phòng thủ hạt nhân. Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có bài phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng ở An Liên Hợp Quốc về chủ đề lãnh đạo vì hòa bình. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị đã nêu ra một số điểm chính để đạt được hòa bình, bao gồm duy trì quan niệm an ninh đúng đắn, tuân thủ các nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và tư duy trò chơi có tổng bằng không, và phản đối hành vi chính trị khối và đối đầu phe phái. Ngoài ra, để đạt được hòa bình, cần duy trì công bằng và công lý quốc tế, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia, bất kể quy mô, bảo vệ thẩm quyền của Hội đồng Bảo an, phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không được ủy quyền. Bài phát biểu của ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc đối với hòa bình toàn cầu và chủ nghĩa đa phương trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao kỳ cựu Trung Quốc cũng đưa ra ba đề xuất để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đầu tiên là cần tăng cường ý thức khủng hoảng trong việc giảm căng thẳng. Ông kêu gọi không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, không tấn công các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình như nhà máy điện hạt nhân, không tấn công dân thường và các cơ sở dân sự. Thứ hai, tất cả các bên cần tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa đàm và cộng đồng quốc tế cần nắm lấy cơ hội hiện nay để xây dựng nỗ lực chung trong việc này, bởi đối thoại và đàm phán là lối thoát duy nhất. Cuối cùng, cần nâng cao ý thức cấp bách trong việc kiểm soát hiệu ứng lan tỏa. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác về năng lượng, tài chính, thương mại an ninh lương thực và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng như đường ống dẫn dầu và khí đốt nhằm cùng nhau duy trì sự ổn định và liên tục của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Về phía Trung Quốc, theo Ngoại trưởng Vương Nghị, lập trường của nước này là thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải pháp chính trị, đồng thời vẫn đang duy trì tiếp xúc với tất cả các bên, gồm cả Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine, Andriy Sibiha, bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ông Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ dựa trên nhu cầu của Ukraine. Ở một diễn biến khác, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Thomas Massey đã yêu cầu cung cấp thông tin trung thực về những tổn thất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga như một điều kiện để phê duyệt thêm hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời cáo buộc các quan chức Mỹ che giấu các nhà lập pháp về vấn đề này. Mùa hè này, nghị sĩ đến từ bang Kentucky đã đưa ra một sửa đổi đối với đạo luật ủy quyền quốc phòng vào năm tới yêu cầu báo cáo về thương vong và tổn thất thiết bị cho cả hai bên liên quan đến cuộc xung đột. Theo chính trị gia này, việc sửa đổi đã được Hạ viện thông qua và sẽ được Thượng viện xem xét. Nhà lập pháp tin rằng Quốc hội cần biết bức tranh toàn cảnh, bao gồm cả tin xấu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc hỗ trợ thêm cho Kiev. Đoàn cơ giới độc lập số 72 của Ukraine có khoảng 2.000 binh sĩ đã bắt đầu rời khỏi các vị trí phòng thủ gần Uleda và tháo lui về hướng Bogoyalenka. Hãng tin Force đã xác nhận thông tin trên và thông báo giao tranh đang diễn ra bên trong thành phố Uleda. Force đăng tải, có vẻ như khi các lực lượng Nga bắt đầu khép chặt hai bên sườn thành phố vào tuần trước, lữ đoàn cơ giới số 72 gồm 2.000 quân với xe tăng T-64, xe chiến đấu BMP-2 và M-109 bắt đầu rút lui về các vị trí an toàn hơn. Theo giới phân tích, việc các nhóm quân đội Ukraine lựa chọn phương án tháo chạy khỏi Uleda là điều dễ hiểu, bởi khi quân đội Nga đã bao vây ba mặt, lực lượng Ukraine phòng thủ Uleda sẽ phải đối mặt với việc phải chiến đấu trong vòng vây của quân đội Nga mà không có lực lượng tiếp viện và bổ sung vũ khí trang bị. Bên cạnh đó, pháo binh và máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS đã tạo ra một địa ngục rực lửa đối với nhóm quân lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine đang phòng thủ ở Uleda, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng nhóm phân tích Frontelizon Insight của Ukraine nhấn mạnh rằng tình hình ở Uleda rất nghiêm trọng và đây rất có thể là giai đoạn cuối cùng của quá trình phòng thủ của Kiev ở thành phố này. Nhiều khả năng, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 ở Uleda đang rơi vào bẫy của quân đội Nga khi lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40 của Nga đang truy kích những đơn vị Ukraine rút lui. Một nhà phân tích của Frontelizon Insight đánh giá tình hình ở khu vực Uleda đang phát triển nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Chuyên gia này nói, và có lẽ chúng ta đang chứng kiến những giai đoạn cuối cùng của quá trình phòng thủ ở đây. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng những mệnh lệnh đúng đắn đã được đưa ra và mạng sống của những người lính được ưu tiên hơn là cố thủ để chờ chết. Trước đó, chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Masovets đã kêu gọi người Ukraine chuẩn bị cho việc Uleda đầu hàng. Ông dự đoán những hậu quả tương tự sẽ xảy ra với Selidovo và Toresk. Theo ông Konstantin Masovets, rất có thể diễn biến các sự kiện như vậy sẽ diễn ra trong tương lai gần. Theo chuyên gia quân sự, đại tá về hưu quân đội Nga Andrei Koskin, việc mất Uleda có thể gây thiệt hại chính trị cho chính quyền Ukraine. Việc kiểm soát Uleda sẽ giúp Nga săn bằng tiền tuyến và đảm bảo khả năng tiến về phía Tây xa hơn nữa. Lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đã nhiều lần cố gắng rút lực lượng chiến đấu khỏi Uleda. Tuy nhiên, hành động này mang tới nhiều thiệt hại khi toàn bộ các tuyến đường tiếp cận thành phố đã bị quân đội Nga kiểm soát hỏa lực. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông đất nước đã bị lung lay ngay cả trước khi Bộ Tổng Tham Mưu ở Kiev ra lệnh tấn công qua biên giới và khu vực Kursk vào hồi đầu tháng trước và trong tình hình hiện nay có lẽ chúng còn đổ vỡ nhanh hơn nữa. Đặc biệt Nam Donets hiện nay dường như sụp đổ khi chốt chặn cuối cùng ở mặt trận bị nga vượt qua theo hướng Kupyansk diễn biến đang trở nên ngày càng nghiêm trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine ngay cả khi lực lượng tiếp viện của họ đã đến cũng không thể ổn định tình hình và quân đội nga liên tục phát động các đợt tấn công mới đặc biệt là xung quanh Bishche và mục tiêu tiếp theo là bờ sông Oskin. Tại Pokrovsk, quân đội Nga đang tiến xa hơn về phía nam Sidorove và các ngôi làng lân cận cũng đang bị họ nhắm tới, ví dụ như Tersukirino. Các cánh đồng phía bắc Krasnogorovka cũng đang dần bị lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại và binh sĩ Nga cũng nhanh chóng kiểm soát các điểm quân sự phía Ukraine rút lui. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một chiếc UAV cảm tử Zahed-136 của Nga được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do công ty SpaceX sản xuất trong cuộc tấn công đêm 25 tháng 9, được biết khiến 28 trong số 32 máy bay không người lái bị bắn hạ. Trang Defense Express sau đó đã đăng tải một bức ảnh liên quan mà họ thu được từ các nguồn riêng, cho thấy một đĩa vệ tinh có số serial trên đó. Điều này sẽ cho phép điều tra các kênh cung cấp đối với thiết bị đầu cuối Starlink. Giới quan sát cho biết câu hỏi khi nào Liên bang Nga sẽ bắt đầu cài đặt Starlink trên UAV tầm xa của mình. Về mặt khách quan chỉ là vấn đề thời gian, bởi trước đó họ đã thử nghiệm modem 4G bằng SIM điện thoại của nhà mạng Ukraine. Việc lựa chọn nền tảng Sahet 136 cho những mục đích như vậy rõ ràng liên quan đến khả năng của nó xét về tầm bay khoảng 2.000 km và không gian chống đáng kể ở giữa thân máy bay. Đây là sáng tạo rất đáng chú ý được người Nga thực hiện hồi tháng 2, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR cũng xác nhận phát hiện thiết bị đầu cuối của Starlink được lắp đặt trong các đơn vị thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường Không Cận Vệ Xung Kích số 83 của Nga hoạt động gần làng Kleschevka và Andrevka, phía nam thành phố Bakhmut. Thời điểm đó, kỹ sư Ole Kutkov, người tham gia thiết kế thiết bị đầu cuối Starlink cho quân đội Ukraine nói lực lượng Nga bắt đầu sử dụng chúng trên tiền tuyến. Các thiết bị này được mua thông qua những nước thứ ba và đại lý ở Nga bán lại chúng các thiết bị đầu cuối Starlink mà lực lượng Nga sở hữu hoạt động trên khu vực họ đang kiểm soát và các địa phương khác của Ukraine. Chúng sử dụng chung một kênh cùng bộ lập trình vệ tinh với thiết bị mà quân đội Ukraine sở hữu. Shahed 136 là một loại drone tấn công một chiều do Iran phát triển, có sải cánh 2m, tốc độ hành trình khoảng 185 km/h và mang theo đầu đạn nặng 45 kg. So với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo truyền thống, Shahed 136 chậm hơn ít mạnh hơn và dễ bị bắn hạ hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của nó là giá thành thấp và dễ sản xuất. Nga chỉ có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa mỗi tháng, nhưng họ có thể chế tạo Sahed với số lượng lớn và với chi phí thấp hơn nhiều. Có nhiều con số khác nhau được đưa ra, nhưng con số phổ biến nhất là 20.000 đô la Mỹ cho một chiếc Sahed, rẻ hơn khoảng 500 lần so với tên lửa siêu thanh Kinza nổi tiếng. Trong chưa đầy 2 năm, Sahed do Iran cung cấp đã trở thành một trong những vũ khí chiến lược chủ chốt trong cuộc xung đột của Nga và Ukraina, thậm chí còn vượt qua những vũ khí do chính Nga phát triển trong chiến dịch tầm xa. Sahed cũng đang không ngừng được cải tiến để vượt qua các biện pháp phòng thủ của Ukraina. Theo các chuyên gia quân sự, cuộc chiến này không chỉ là cuộc đua về số lượng mà còn là cuộc đua về công nghệ giữa drone và hệ thống chống drone. Các sĩ quan của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraina đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại Donetsk theo Pravda kho đạn đã bị các đơn vị trinh sát trên không thuộc lữ đoàn tác chiến Karada số 15 phát hiện. Trích báo cáo ngày 25 tháng 9 cho biết, một vụ nổ xảy ra, khói bốc cao 10 mét, lực lượng vệ binh đã phá hủy kho đạn dược của Nga trên mặt trận Pokrovsk. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Vuleda ở Donetsk, vốn là điểm nóng được Ukraine đánh giá là đang dần ổn định. Gần đây nhất, các lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga, trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này, nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không Bắc M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga. Trang web về các vấn đề quân sự BulgarianMilitary.com đưa tin cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022 đã tạo ra những tác động to lớn không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế đối với Moscow. Nguồn tin này dẫn ước tính của Janis Clark, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế SVKP của Đức cho biết, Nga đang gánh chịu thiệt hại khoảng 319 triệu đô la Mỹ mỗi ngày vì xung đột. Con số này được tổng hợp dựa trên các số liệu tài chính nguồn mở và bí mật của Nga, cho thấy mức độ hao tổn nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài. Chi tiêu quốc phòng của Nga cũng đã vượt xa ngân sách cho nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng